Spotify thử nghiệm danh sách phát nhạc hỗ trợ token, dịch vụ cung cấp âm nhạc kỹ thuật số. Spotify đang thử nghiệm dịch vụ mới gọi là danh sách phát nhạc hỗ trợ token, nhằm cho phép chủ sở hữu NFT kết nối ví của họ và nghe nhạc được quyền chọn. Hiện tại, dịch vụ này chỉ có sẵn cho những ai sở hữu token trong cộng đồng Flux, Moonbird, Kingship và Overlord. Danh sách phát nhạc hỗ trợ token được tuyển chọn sẽ được cập nhật trong thời gian thử nghiệm 3 tháng và chỉ các thành viên cộng đồng mới có thể truy cập thông qua một liên kết duy nhất. Overlord Trip hôm thứ 5 cho biết những holder của dự án Crypt NFT có thể kết nối ví Web3 của họ trên Spotify để truy cập danh sách phát Invasion do cộng đồng quản lý của dự án. Nhà phát triển hàng đầu cho giao thức thanh khoản NFTX Apuplety cũng tweet một ảnh chụp màn hình từ thử nghiệm, hướng dẫn từng bước cách truy cập danh sách phát được tuyển chọn của Kingship trên Spotify. Hiện chương trình thử nghiệm chỉ khả dụng cho người dùng Android ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Úc và New Zealand. Người phát ngôn của Spotify nói với CoinDesk rằng họ thường xuyên tiến hành một số thử nghiệm nhằm nỗ lực cải thiện trải nghiệm người dùng. Spotify không cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch triển khai tính năng này rộng rãi hơn trong tương lai. Spotify có hơn 489 triệu người dùng. Trước đây đã thử nghiệm tích hợp NFT vào dịch vụ của mình.